Rồi, mình chào các bạn bonsai linh vượng đang có mặt tại khu chợ Sơn Tây, chợ hoa cây cảnh, đang trung tâm mua bán các loại cây cảnh rất nhiều các bạn ạ, dành cho những anh em nào đam mê thực sự, rất nhiều loại hoa cây cảnh ngon bổ rẻ, cái gì cũng có các bạn nhé. Đó, rất nhiều các loại hoa cây cảnh, giá nào cũng có các bạn nhé. Nào anh Dài, kết cái này chưa? Kết rồi đây. Chốt chưa? Chốt rồi. À đây à? Giả tiền rồi đấy. À đây à? Đấy, lại có cục giao dịch đây này. Đây. Trên cái một cái hội chợ như thế này thì lúc nào cũng mua bán rầm rộ các bạn ạ. Anh trai quê đâu nhỉ? Anh trai tên là anh gì nhỉ? Anh trai Sơn Tây gốc luôn. À thế à? Anh ở Phú Nhi, Sơn Tây. Anh tên là gì? Anh là ca sĩ MC Vũ Ngọc. Ca sĩ MC Vũ Ngọc à? Hôm nay đi anh chốt cây. Anh làm đám cưới. À thế à? À, làm giờ các chương trình sự kiện rồi à? Chủ nhật nào anh ra đây mà? Thế à? Anh đam mê cây cảnh non bộ thiên nhiên lắm. Thế à? Nói chung là ngoài cái đi hát và MC ra là anh cái này là hầu như là anh cũng rất đam mê. Đấy, thế phải ưu tiên cho những anh em kết nối đam mê thực sự đấy. Ca sĩ MC, ca sĩ lại rất đam mê cây cảnh. Hôm nay chú lên nhà anh. Hôm nay anh lại chốt được cây cây. Núi non như rừng luôn. Như rừng cây kia, cây này bán được. Đây. Vâng. Anh lại có một cái ý tưởng về để tạo tác đá này à? Anh phải về anh định lên đá đúng không? Tí nữa. Anh ơi, anh ngồi xuống với cái cây để chụp cái kiểu ảnh nè. Nào, chủ nhân ra bắt tay cái. Chủ nhân ra bắt tay. À, bắt tay với con gái đúng không? Bắt tay với chị em cho nó sướng. Giao dịch. Được rồi. Chung kết nhá. Anh ngồi xuống đi. Cảnh Sơn Tây nhá. Ngồi xuống để chụp cái kiểu ảnh nè. Đây, anh Dài, anh tên gì nhỉ? Anh Vũ Ngọc. À, anh Vũ Ngọc MC, vừa MC lại vừa ca sĩ này các bạn này, lại cũng đam mê cây cảnh. Này ra chợ Sơn Tây anh lại chốt được cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật này các bạn. Anh có ý tưởng gì về cái tác phẩm này anh? Cái này là anh mua về, cái này là anh sẽ cho lên ngọn núi. À. Và nó thác chảy câu 5 mét xuống ruộng bậc thang. À, và dưới sẽ là sẽ có những cái guồng và cối da gạo. À. Nó sẽ là một bản làng. Tức là tiểu cảnh này nó sẽ là một lưng chừng núi. Vâng. Nó sẽ ở lưng chừng núi. Đấy. Tác phẩm lưng chừng núi, lưng chừng đèo này. À đây anh đã có ý tưởng, tức là cho lên một cái tiểu cảnh thành non bộ đúng không anh? Non bộ mà. Vâng, tạo thành. Có lon bò rồi, có sẵn rồi, cái này chỉ việc đặt lên thôi. Đấy, anh đã có ý tưởng đấy các bạn ạ. Rất hay. Xin chúc mừng anh nhé, đã sở hữu được cái tác phẩm ứng ý. Chúc toàn thể các quý vị nhé. Anh mua được một anh cảm thấy sướng không? Mùa thu an lành hạnh phúc, thật nhiều niềm vui. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đấy, chợ hoa cây cảnh vui lắm các bạn ạ. Không khí mua bán chốt liên tục. Một là MC ca sĩ đi làm chương trình được bao tiền lại đổ dồn hết vào cây cảnh. Đây anh lại thích cây tím Huế đây các bạn. Đẹp luôn. Trắng thì cây này đẹp, như này là màu trắng. Màu trắng thì lại cũng đẹp lắm. Màu trắng lá to. Mẫu đơn vàng. Mẫu đơn trắng thì nó lại ấy. Hoa nó đẹp. Hoa nó thơm nhưng mà nó lại không. Thế anh Dài lại dọn cửa hàng đấy rồi à? Thế à? Lại kết thúc một phiên chợ rồi các bạn nhé. Các anh mang đến xong lại lại dọn về được rồi. Thế thì dọn sớm nhỉ? Anh có việc sớm. À đây anh có việc anh mới về sớm đấy chứ không phải là. Rất nhộn nhịp. Khách mua bán cũng khí thế các bạn ạ. Đấy, lại cho lên xe. Đấy, đi lấy luôn. Bây giờ cần cái này để cho cây xanh vào. Lại thêm một cái tác phẩm nữa đây. Anh Ngọc anh cũng vào mắt rồi các bạn ơi. Cái này về cắt khu nhỏ lại được này. Lá hơi to. Về cắt ngắn lại. Chợ hoa cây cảnh rất đông vui các bạn ạ. À. Cái gì cũng có. Đây các bạn mua các loại hoa trà, các loại đều có các bạn. Đây chợ Sơn Tây nhé, các bạn mua hoa các loại hoa cây cảnh vào cái ngày chủ nhật
sáng chủ nhật rất nhiều những hoa cây cảnh được bán tại chợ Xuân Tây, nhiều lắm. Mộc này bán giá nào anh ơi? 2 triệu một cây anh ơi. 2 triệu một cây. Vâng. Vành được bao nhiêu đây? Vành 13, 14, 15 á. Vành 13, 14, 15 đây các bạn này. 2 triệu một cây. 4, 5, 6, 10. Cả mộc, cái gì cũng có. Đấy, số điện thoại này. Anh quay số điện thoại này. Rồi, các bạn có thể đến giao lưu mộc nhé. Bán cây cảnh số điện thoại đây các bạn. Đấy, số điện thoại dùng xe. Đây địa chỉ nhà vườn. Tập chưa đi, địa chỉ nhà vườn. À, đây địa chỉ nhà vườn đây. Tàu Thích Mi bán cây. Đấy địa chỉ nhà vườn đây. Đấy, chuyên mộc các bạn nhé. Bán mộc. Bán chưa? Thế thoảng đi lại gặp cái giao dịch. Tuy là nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ, nhưng rất vui khi thế. Đấy, cái phong trào cái cảnh đi lên như thế này bọn xã Đinh Vượng thấy vui lắm. Một cái lộc vừng này các bạn này. Rất nhiều cái dúi đây. Và cụ dúi đẹp quá. Cần thăng các loại, tùng là hán, sung. Hôm nay đi thăm chợ hoa cây cảnh Sơn Tây, rất nhiều hoa cây cảnh. Anh em các bạn có nhu cầu thì đến tham quan và mua. Đấy, hoa đồng tiền, các loại hoa đây các bạn. Cái này là cái hoa trà hay cái gì anh nhỉ? Cái hoa trà này thôi. Trà gì mà em thấy nó bông nó lạ lạ đó. Gọi là bông lựu à? Trà từ quý. À, trà từ quý à? À, thấy hoa nó rất lạ nhá. Hay như là trà này, trà nhập ngoại à? Trà nhập ngoại đấy. À, nó lại có cả nhụy đây các bạn này. Nó gần như bông lựu. Nhưng mà cái lá của nó thì nó khác bông bông trà Việt này các bạn. Lá nó khác hơn, nó dày. Gai nó nhỏ ít hơn. Nhưng hoa rất đẹp các bạn. Nhưng coi như này nhiều tiền không anh? 700k một cây như thế này các bạn nhé. Đây các bạn, 700k. Hoa rất đẹp. Anh em có nhu cầu thì đến chợ Sơn Tây để sưu tầm nhé. Rồi ok, chào chủ hàng nhé. Rất nhiều, rất nhiều. Một cái kế đẹp quá. Cái kế rất quái đấy các bạn. Đi ra ngắm tí. Ôi cái kế này gần quái này. Đẹp này. Cái kế nó nhiêu tiền nào? 1,2 triệu một tác phẩm cái kế này các bạn. Quá đẹp. Rất nhiều quả. Đây, chắc cũng tầm 1,2 triệu này. Triệu hơn triệu tí thôi các bạn ạ. Nhưng mà đẹp lắm. Vậy cái kế quái quá, đẹp quá. Rồi, bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.